Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dọc miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dọc cân đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn vật lý lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ học chương 1 điện học. Bài thứ nhất, sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững mối quan hệ giữa hiệu điện thế, hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện đi qua đoạn dây đó. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 1 lớn là thí nghiệm. Thí nghiệm thì chúng ta tiến hành chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ gồm một nguồn điện 9V, một biến trở có con chạy, một bóng đèn, một công tắc, một vôn kế, một ampe kế và các đoạn dây nối. Và chúng ta sẽ mắc cái sơ đồ mạch điện như sau. Sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện 9V được nối với một công tắc điện. Sau đó chúng ta nối về một ampe kế để đo cường độ dòng điện đi qua dây dẫn. Tiếp theo là chúng ta mắc một bóng đèn. Ở hai đầu bóng đèn chúng ta lắp một vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Và cuối cùng chúng ta lắp một con trỏ chạy. Con trỏ chạy này dùng để thay đổi cường độ dòng điện đi qua dây dẫn. Bây giờ chúng ta tiến hành thí nghiệm như sau. Chúng ta đóng công tắc K và di chuyển con trỏ này chạy. Và chúng ta sẽ đọc chỉ số vôn kế đo hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn D này và đọc cái chỉ số cường độ dòng điện I đi qua dây dẫn. Và sau khi đọc xong thì chúng ta lại ghi vào một cái bảng sau. Ở bảng này, lần đo là chúng ta đo 5 lần, các em đo càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên thí nghiệm này thầy chỉ đo 5 lần. Kết quả đo thì hiệu điện thế ở cột thứ 2, cường độ dòng điện ở cột thứ 3 và chúng ta ghi theo thứ tự sau một lần đo. Bây giờ chúng ta tiến hành đo như sau. Sơ đồ mạch điện này thì lắp giống như cái mạch điện lúc nãy thầy giới thiệu với các em. Nguồn điện 9V, cực dương nằm bên phải, cực âm nằm bên trái. Chúng ta lắp với một công tắc điện. Tiếp tục chúng ta lắp một ampe kế để đo cường độ dòng điện. Ampe kế này đo miliampe. Cho nên chúng ta phải đổi từ miliampe ra ampe bằng cách sử dụng cái đơn vị đo 1 ampe bằng 1000 miliampe. Tiếp tục thầy lắp một bóng đèn. Ở hai đầu bóng đèn này lắp một vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Và con trỏ chạy. Con trỏ chạy này để điều chỉnh cường độ dòng điện đi qua dây dẫn. Sau đó chúng ta ghi chép lại giống như cái bảng vừa rồi để chúng ta nhận xét. Bây giờ thầy sẽ đóng công tắc. Ở lần thứ nhất thầy đóng công tắc thì các em thấy đồng hồ vôn kế chỉ 2,32V và ampe kế chỉ 23,2 mA. Đổi ra ampe chúng ta được 0,0232 ampe. Bây giờ chúng ta ghi kết quả này vào lần thứ nhất ở bảng. Hai phẩy ba hai
cường độ dòng điện 0,0232. Bây giờ chúng ta đo lần thứ hai. Thì di chuyển con trỏ. Hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn là 4,8V và cường độ dòng điện là 48mA. Vậy chúng ta sẽ ghi vào bảng. 4,8 cường độ dòng điện là 0,048. Bây giờ chúng ta tiếp tục đo lần thứ ba. Thì di chuyển con trỏ. Ở vị trí này thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn là 2,12 và ampe kế đo được là 21,2 mA. Bây giờ chúng ta ghi kết quả vào bảng lần thứ ba. 2,12 và 0,0212. Bây giờ chúng ta tiến hành đo lần thứ tư. Kém lưu ý rằng kém đổi miliampe mà ra ampe thì kém chia cho 1000, tức là kém rơi cái dấu phẩy sang bên trái ba chữ số. Đo lần thứ tư thầy sẽ rơi con trượt chạy lên một tí hoặc xuống một tí cũng được. Tại vị trí thầy rơi như vậy thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 1,95V. Và cường độ dòng điện là 19,5mA. Bây giờ chúng ta ghi số liệu vào bảng. Bây giờ chúng ta tiếp tục đo lần thứ năm là lần cuối cùng. Thì di chuyển con trỏ. Tại thời điểm thầy di chuyển con trỏ thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 1,8V và cường độ dòng điện là 18mA. Bây giờ chúng ta ghi kết quả vào. 1,8. Và 0,018. Bây giờ chúng ta nhìn vào bảng này để chúng ta tìm mối quan hệ giữa số đo hiệu điện thế U tính bằng volt và cường độ dòng điện tính bằng ampe. Các em nhìn trên bảng này các em thấy này, 2,32 thì các em được 0,0232.
kém thử lấy hiệu điện thế này mà kém chia cho cường độ dòng điện trong lần thí nghiệm lần thứ nhất thì kém thấy nó bằng 100. Và tương tự kém thấy 4,8 mà chia cho 0,048 cũng bằng 100. 2,12 mà chia cho 0,0212 cũng bằng 100. 1,95 mà chia cho 0,0195 cũng bằng 100. 1,8 chia cho 0,018 cũng bằng 100. Nghĩa là hai cái đại lượng U và A này là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Có nghĩa là hiệu điện thế U này sẽ bằng 100 nhân với cường độ dòng điện Y. Hiệu điện thế U trong cái thí nghiệm này sẽ bằng 100 nhân với cường độ dòng điện Y. 100 là số đó biểu thị đại lượng nào thì sang bài hôm sau chúng ta sẽ rõ. Như vậy thì từ đây chúng ta thấy hai đại lượng tỷ lệ thuận thì nó có một tính chất, đó là nếu hiệu điện thế tăng lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Và ngược lại, hiệu điện thế giảm đi bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện cũng giảm đi bấy nhiêu lần. Vậy đó chính là cái mối quan hệ hôm nay chúng ta cần phải nắm vững. Vậy chúng ta kết luận đó là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Đây là kiến thức quan trọng nhất của bài hôm nay mà chúng ta nắm để chúng ta hiểu các cái phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ các cái điểm này ở trên mặt phẳng tọa độ, bởi vì như chúng ta đã biết, hai đại lượng tỷ lệ thuận là Y bằng A nhân X, như ở là bài học, thì đồ thị của nó là đường thẳng. Vậy thì hiệu điện thế U và cường độ dòng điện A cũng có một mối quan hệ là U bằng số K nhân với Y. Thế thì từ đây biểu diễn những cái điểm tương ứng, hiệu điện thế U và cường độ dòng điện Y chắc chắn sẽ nằm trên một đường thẳng. Bây giờ chúng ta qua phần đồ thị như sau. Hai lớn, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. Chúng ta có bảng số liệu như vừa rồi. Vừa rồi chúng ta có bảng số liệu này. Thế thì bây giờ chúng ta tiến hành đi biểu thị các cái điểm có hoành độ là hiệu điện thế và tung độ là cường độ dòng điện ở trên mặt phẳng tọa độ như sau. Thì bây giờ thế này, để vẽ tọa độ của các điểm này mà hoành độ thì chúng ta thấy là chúng ta có thể vẽ được, bởi vì những cái số này lớn hơn 1. Riêng tung độ thì các em thấy những cái số rất nhỏ, cho nên thầy sẽ vẽ cái trục tung tăng lên 10 lần so với trục hoành. Do đó các đơn vị ở trên trục tung này thầy tăng lên 10 lần so với trục hoành để thầy vẽ tọa độ các điểm này. Bây giờ thầy vẽ như sau. Điểm thứ nhất, hoành độ là 2,32. Tung độ 0,232. Có nghĩa là trục tung thì tăng gấp 10 lần so với trục hoành nữa các em. Thế được điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hoành độ 4,8. Và tung độ là 0,48. Thế được điểm thứ hai. Các em thấy nó nằm ngoài này này. Điểm thứ ba, hoành độ là 2,12. Tung độ là 0,212. Điểm tiếp theo là điểm thứ tư, hoành độ là 1,95.
và tung độ là 0,195. Thì vẽ tiếp. Điểm cuối cùng là 1,8 là hoành độ. Còn tung độ là 0,18. Và điểm thứ 5. Như vậy thì chúng ta kết thúc. Như vậy ở trong cách vẽ này thì trục hoành có đơn vị nhỏ hơn trục tung 10 lần để chúng ta vẽ cái đường thẳng đi qua các điểm này. Còn nếu chúng ta để đơn vị trục hoành và trục tung như nhau thì cái đường thẳng này nó nằm gần với trục hoành, chúng ta không phân biệt được. Bây giờ thầy nối cả cái điểm này lại. Như vậy khi thầy nối các điểm này lại thì các em thấy là các điểm này vì có hoành độ và tung độ dương cho nên nó chỉ nằm ở trong góc phân tử thứ nhất của hệ trục tọa độ thôi. Do đó nó thuộc một cái tia mà như thầy vẽ trên màn hình, nó đi qua các điểm này các em này. Các điểm này là điểm biểu diễn gì? Điểm biểu diễn hoành độ và tung độ của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong tại cùng một thời điểm mà chúng ta đo. Như vậy thì dạng đồ thị của cái đồ thị hàm số mà chúng ta đang vẽ đó là đồ thị của hàm số có mối quan hệ giữa U và Y là một mối quan hệ tỷ lệ thuận, nó là một đường thẳng ở trên mặt phẳng tọa độ. Như vậy từ đây chúng ta thấy rằng nếu bỏ qua các sai lệch nhỏ cho phép đo thì ứng với mỗi cặp điểm UY, tức là U là hoành độ, Y là tung độ mà như lúc nãy thầy mới nói với các em, nằm trên hoặc sát với cái đường thẳng đi qua góc O mà như thầy đã vẽ trên màn hình. Vì các phép đo đều là các phép đo lấy gần đúng, cho nên nhiều khi những điểm này nó nằm lệch khỏi cái đường thẳng này một tí thôi. Nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận là nó nằm trên đường thẳng. Bởi vì mối quan hệ của chúng là một mối quan hệ tỷ lệ thuận. Như vậy từ đây chúng ta kết luận là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Đây là cái ngôn ngữ của vật lý. Còn toán học thì chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa hiệu điện thế hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện đi qua dây dẫn đó là một mối quan hệ tỷ lệ thuận. Mà hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì có dạng Y bằng KX thì đồ thị của nó là một đường thẳng như các em đã biết ở lớp 7. Như vậy thì qua bài học hôm nay các em cần phải nắm vững cho thầy. Ý thứ nhất là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Ở trong bảng này nếu chúng ta thực hiện rất nhiều phép đo thì khi đó các điểm này nó dày đặc và nó kết liền thành một cái đường thẳng. Ở đây chúng ta chỉ thực hiện thí nghiệm 5 lần. Và điều thứ hai nữa là các em hiểu hình dạng đồ thị biểu thị sự phụ thuộc giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Nó là một cái tia nằm ở góc phân tử thứ nhất của mặt phẳng tọa độ. Như vậy, qua bài hôm nay, các em cần phải nắm vững những vấn đề như thế để video kế tiếp thầy tiếp tục sửa bài tập phần này. Như vậy, bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.